bao nhiêu giờ mới được không? Thì mời các bạn xem cái quang cảnh siêu thị của Hoa Dương, rất là nhiều hàng. Một cô gái hơn 30 tuổi nhưng có tài kinh doanh. Cái hàng của cô đây. Mời các bạn. Mời các bạn xem nhé. Đây là cửa hàng, cung cảnh những các hàng đấy bày để chuẩn bị bán Tết. Xem. Đây là các nhân viên bán hàng. Đây là lấy hàng sữa. Khoai. Có thiếu ấy nhá, tí nữa ông lấy một chai két nhá. Con quánh đâu nào lấy được. Đây, mời các bạn xem đây giờ. Gian hàng của cô kinh doanh chủ cửa hàng Hoa Dương. Cô rất tài ba. Cô có tài kinh doanh. Xin mời các bạn xem nhá. Các cái dãy hàng rất là nhiều thứ. Đầy đủ các thứ để phục vụ nhân dân. Cửa hàng tự chọn. Các bạn xem phong cảnh quê hương thị trứ Quang Trung sau ngày đổi mới được rất là nhiều cái đổi mới của quê hương, vùng quê của chúng tôi nổi lên một cái siêu thị để phục vụ nhân dân, bên cạnh là cái cửa hàng đồ gỗ. Rất hiếu tình. Các bạn xem video này, các bạn livestream và đăng ký, xin chân thành cảm ơn.